Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch chuyển hàng nghìn quả đạn pháo 155mm ban đầu dự định cung cấp cho Ukraine để chuyển sang Israel. Nguồn tin trên được tiết lộ sau khi lực lượng phòng vệ Israel đề nghị với Lầu Năm Góc rằng số đạn này cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra vào giải Gaza. Điều này xảy ra sau sự bùng nổ các đợt xung đột toàn diện giữa lực lượng dân quân Hamas có trụ sở tại Gaza với Israel. Bên cạnh đó là mối lo ngại sau những cuộc đụng độ giữa quân đội Israel với lực lượng Hezbollah, một nhóm bán quân sự có trụ sở tại Nam Lebanon. Theo các quan chức, đạn pháo sẽ đến Israel trong vài tuần tới. Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các nỗ lực quân sự của nước này, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Tổng thống Biden đã hứa về một gói viện trợ quân sự khổng lồ chưa từng có. Mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh châu Âu đã ủng hộ rất mạnh mẽ việc trang bị vũ khí cho Ukraine, nhưng nhu cầu về vũ khí của Israel đã tác động đến những chuyến hàng tiếp theo tới quốc gia Đông Âu này. Khi nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa đã phản đối việc tăng viện trợ cho Ukraine, việc chuyển hướng tiếp tế xảy ra vào thời điểm các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn sau nhiều tháng tấn công thất bại và thương vong gần đây lên tới hàng chục nghìn người. Nhiều nguồn phương Tây dự đoán thất bại trong cuộc phản công của Ukraine sẽ khiến các nước phương Tây đánh giá lại việc viện trợ cho chính quyền Kiev. Tình trạng thiếu vũ khí từ lâu đã là một vấn đề đối với quân đội Ukraine, trong khi ngành quốc phòng Nga không chỉ tăng cường sản xuất đạn dược cho một số loại hệ thống vũ khí quan trọng, mà còn nhận được một số lượng đạn dược lớn từ các đồng minh. Khi Ukraine ngày càng khó đạt được các mục tiêu quân sự của mình, việc chuyển đạn dược sang Israel được xem là một lựa chọn mang tính giữ thể diện cho khối phương Tây nhằm giảm đầu tư vào nỗ lực xung đột của Ukraine và ép chính quyền Kiev phải quay lại bàn đàm phán. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden dường như đã gửi cho Ukraine 20 tên lửa tầm xa có tầm tấn công 165 km đảo ngược hoàn toàn những tuyên bố mạnh mẽ trước đây. Ngay từ những ngày đầu khi xung đột bùng nổ, tổng thống Ukraine Zelensky đã liên tục nói với người đồng cấp Mỹ Joe Biden rằng có một loại vũ khí mà ông cần hơn tất cả các loại khác, đó là tên lửa tầm xa được gọi là ATACMS, nguyên nhân là do nó có thể tiếp cận các căn cứ không quân và quân đội Nga ở khoảng cách hơn 160 km. Nhưng trong suốt hơn 18 tháng chiến sự bùng nổ gay gắt, Tổng thống Biden vẫn luôn chỉ có một câu trả lời, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng tư, đôi khi căng thẳng với người đồng cấp Zelensky, đó là không. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng loại vũ khí này có thể vượt một trong những làn danh đỏ mà Tổng thống Nga Putin đặt ra. Và nếu Washington chuyển nó cho Kiev, có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tột độ và lan ra ngoài biên giới Ukraine. Những hình ảnh và thực tế hiện trường sau vụ nổ tại hai căn cứ không quân trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông Ukraine vào hôm 17 tháng 10, rõ ràng đã cho thấy Tổng thống Biden lại thay đổi quyết định. Giữa đống đổ nát của máy bay trực thăng Nga, có bằng chứng cho thấy những căn cứ trên đã bị tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp tấn công hệ thống tên lửa chiến thuật này chính là yêu cầu lớn cuối cùng của tổng thống Zelensky chưa được thực hiện New York Times mới đây cũng dẫn nguồn tin từ hai quan chức phương Tây cho hay Mỹ dường như đã gửi cho Ukraine 20 tên lửa ATACMS có tầm tấn công 165 km và chính khi ép vào tối ngày 16 dạng sáng ngày 17 tháng 10 đã sử dụng một số tên lửa để tấn công vào sân bay quân sự ở hai khu vực do nga kiểm soát tại mặt trận miền đông và đông nam Nguồn tin này cho biết việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine được thực hiện bí mật do lo ngại bị quân đội Nga tấn công trong quá trình vận chuyển. Tin tức về việc chuyển giao ATACMS cũng không được công khai do Ukraine muốn quân đội Nga mất cảnh giác. Theo báo Mỹ, điều kiện mà Washington đưa ra với Ukraine là ký ép không được sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Hiện phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này, nhưng theo các chuyên gia, bản thân Tổng thống Biden đối mặt với rất nhiều áp lực trước khi quyết định như vậy. Áp lực lớn nhất đến từ các thành viên quốc hội, bao gồm hạ nghị sĩ Jackson Crow, người đã viết thư cho Nhà Trắng nói rằng Ukraine cần vũ khí để nhắm vào các đường tiếp tế sâu và các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga. Nghị sĩ Crow nói thêm rằng, trong khi các hệ thống mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine đang được sử dụng để gây ra tác động tàn phá, thì lực lượng Nga đã thích nghi nhằm đảm bảo các khí tài quan trọng nằm ngoài tầm bắn của chúng. Ngoài ra còn có áp lực từ những lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania vào hồi tháng 7. Tại đó, nhà lãnh đạo Ukraine không giấu giếm sự tức giận khi Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ngăn chặn bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào về việc Ukraine đang trên đường trở thành thành viên của NATO. Với một chút cay đắng, ông Zelensky nói với các phóng viên, tôi không có quyết định nào từ ông Biden về ATACMS và theo ông thì tốt hơn là không nên nêu vấn đề này vì nó sẽ dập tắt những kỳ vọng của người dân, quân đội, tất cả mọi người. Ông cũng nhấn mạnh rằng, sẽ tốt hơn là hãy làm điều đó trước, sau đó chia sẻ thông tin về việc nó đã diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng họ đang trong quá trình xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng vũ khí đáp ứng được nhu cầu của Kiev. Vào tháng 7, các trợ lý của Tổng thống Joe Biden cho biết đã đến kiểm tra thực tế hiện trường, được gọi là vụ việc rõ ràng đã sử dụng tên lửa ATACMS. Tại cuộc họp ngày 14 tháng 7 tại văn phòng của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan, ông và cấp phó John Finner đã nói chuyện với một nhóm nhỏ các quan chức về việc phát triển các phương án. Nghiên cứu được đưa ra vào thời điểm bùng nổ chia rẽ trong chính quyền Tổng thống Biden. Ngoại trưởng Anthony Blinken từ lâu đã thúc giục việc sớm cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lại phản đối cho rằng nguồn cung cấp ATACMS của Mỹ hạn chế và việc giao chúng cho người Ukraine, những người đang tiêu thụ đạn dược với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức cần thiết, khiến Washington và các đồng minh dễ bị tổn thương. Ngoài ra còn có khó khăn về ngân sách. Nhà Trắng đã giải ngân gần hết số tiền hơn 40 tỷ USD mà Quốc hội đã phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine và ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa phản đối việc chi tiêu nhiều hơn nữa cho Kiev. Trong khi đó, ATACMS cũng không hề rẻ, khoảng 1,5 triệu USD mỗi quả. Ông Biden muốn làm suy yếu khả năng quân sự của Nga thông qua việc hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hỗ trợ Ukraine nhằm làm suy yếu và cạn kiệt nguồn lực quân sự của Nga bên ngoài việc khiêu khích tiếp tục xung đột càng lâu càng tốt nhằm tước đoạt tài nguyên và sức mạnh quân sự của các nước tham chiến liệu mỹ có làm nga đổ máu ở ukraine không vâng thực sự có vẻ như vậy bài báo viết tuy nhiên tác giả tổng kết mỹ càng phân bổ nhiều tiền cho ukraine thì người dân mỹ càng có nhiều thắc mắc tạp chí foreign policy chính sách đối ngoại trước đây đã viết về những lo ngại nổi lên ở châu âu về khả năng thiếu hụt đạn dược cho israel do viện trợ cho ukraine Ngoài ra, kênh truyền hình NBC dẫn lời quan chức chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng liên kết hỗ trợ cho Israel và Ukraine trong khuôn khổ một sự luật để Quốc hội thông qua cả hai sáng kiến cùng lúc. Trong số 106 tỷ đô la Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội thông qua, khoảng 14,3 tỷ đô la sẽ được dành cho Israel, 61,4 tỷ đô la dành cho Ukraine. Theo thuyết minh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đó là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh của Mỹ trong nhiều thế hệ. Vào ngày 20 tháng 10, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp gần 106 tỷ đô la để tài trợ cho các kế hoạch đầy tham vọng đối với Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Yêu cầu tài trợ của Tổng thống Joe Biden được đưa ra vài ngày sau khi ông có chuyến thăm đến Israel và cam kết đoàn kết khi theo Avi bắn phá Gaza sau cuộc tấn công vào hôm 7 tháng 10 của nhóm Hamas, khiến 1.400 người thiệt mạng ở miền nam Israel cho đến nay bằng cách gộp nguồn tài trợ của Israel với Ukraine và khoản ngân sách dành cho an ninh biên giới, hỗ trợ người tị nạn và các ưu tiên gây tranh cãi khác. Tổng thống Mỹ đang hy vọng ông sẽ tạo ra một dự luật chi tiêu an ninh quốc gia cần phải thông qua để có thể giành được sự ủng hộ trong Hạ viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ khi một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa chủ trương thắt chặt chi tiêu và đe dọa sẽ ngừng hoạt động chính phủ hoàn toàn để chấm dứt tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên và chi tiêu tài chính của Mỹ do khoản nợ 31,4 nghìn tỷ đô la gây ra. Thế giới đang theo dõi và người dân Mỹ có lý do chính đáng mong đợi các nhà lãnh đạo của họ đoàn kết và thực hiện những ưu tiên này. Tôi kêu gọi Quốc hội giải quyết chúng như một phần của thỏa thuận lưỡng đảng toàn diện trong những tuần tới. Giám đốc ngân sách của Nhà Trắng, Salada Young, cho biết trong một bức thư gửi quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry. Trao đổi với báo giới, bà Young cho biết vai trò của Nhà Trắng là đề ra các nhu cầu và lợi ích của đất nước. Chúng tôi đang thực hiện công việc của mình ở đây bằng cách cho quốc hội biết những nhu cầu quan trọng là gì và chúng tôi mong đợi họ hành động và hành động nhanh chóng, bà Jang nói. Bà Jang cũng nói với quốc hội về kế hoạch đệ trình một yêu cầu tài trợ khác để đối phó với thiên tai, internet tốc độ cao, chăm sóc trẻ em. Trong nguồn ngân sách mới yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua cho năm tài chính 2024, khoảng 14,3 tỷ đô la sẽ được dành cho Israel, chủ yếu để hỗ trợ các hệ thống phòng không và phi đạn của nước này, cũng như các hoạt động mua vũ khí khác. 61,4 tỷ đô la dành cho Ukraine để bổ sung trang thiết bị quân sự và sẽ cung cấp viện trợ và hỗ trợ về kinh tế, an ninh cho những người tị nạn ở Mỹ. Ngoài ra, hơn 9 tỷ đô la để cứu trợ nhân đạo, bao gồm cả ở Israel và Gaza, nơi người dân đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ. 13,6 tỷ đô la dành cho an ninh biên giới Mỹ để đối phó với làn sóng người nhập cư Mỹ Latin và Caribe ở biên giới phía Nam, cũng như việc buôn bán fentanyl và 4 tỷ đô la hỗ trợ quân sự ở châu Á. Nguồn tài trợ cũng sẽ hỗ trợ quan hệ đối tác an ninh AUKUS, Thái Bình Dương giữa Úc, Anh và Mỹ. Bày tỏ vào hôm 20 tháng 10, sau động thái của Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Zelensky viết, sự ủng hộ vững chắc của lưỡng đảng dành cho ukraine ở mỹ là vô cùng đáng khích lệ đối với tất cả các chiến binh của chúng tôi và cho toàn bộ đất nước của chúng tôi đầu tư của mỹ vào quốc phòng của ukraine sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho toàn bộ châu âu và thế giới theo Ria Novosti, lực lượng vũ trang Nga đang thảo luận về việc thành lập đơn vị riêng biệt, trang bị máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ UAV. Nga thành lập các đơn vị tàn phá lực lượng của đối phương. Các máy bay không người lái UAV tiên tiến của Nga, chẳng hạn như máy bay không người lái tấn công cảm tử Lancet, đã và đang tàn phá lực lượng Ukraine trong khu vực quân sự đặc biệt do quân đội Nga gây tổn thất về nhân lực và tiêu diệt vũ khí của NATO trong tay kẻ thù bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái phẫu thuật đã khiến các cuộc phản công không thành công của Kiev diễn ra không được như mong muốn. Để phát huy hơn nữa sức mạnh và khả năng chiến đấu của UAV, nguồn tin quân sự Nga cho biết, Cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra về việc thành lập các đơn vị riêng biệt hoặc các đơn vị thuộc lực lượng được trang bị máy bay không người lái tấn công mini. Điều này sẽ cho phép tiêu chuẩn hóa việc sử dụng các loại vũ khí này, tăng cường phân phối trong quân đội và nâng cao hiệu quả chiến đấu. Nguồn tin cho biết thêm rằng quân đội Nga có kế hoạch thống nhất các chiến thuật sử dụng máy bay không người lái mini như vậy, cũng như tiêu chuẩn hóa việc đào tạo người điều khiển máy bay không người lái. Chiến tranh không người lái đã được đưa đến quy mô chưa từng có trong bối cảnh xung đột ở Ukraine các máy bay không người lái tấn công nhỏ đã trở thành một trong những lĩnh vực hoạt động chiến đấu mới nhất của lực lượng Nga trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga, các phóng viên quân sự và các đơn vị cá nhân đã tích cực công bố các đoạn video cho thấy việc sử dụng máy bay bốn cánh mini được sửa đổi cho mục đích chiến đấu nhắm vào lực lượng vũ trang Ukraine trong vùng đặc nhiệm. Phiên bản cổ điển của loại vũ khí này liên quan đến việc thả lựu đạn cho súng phóng lựu tự động hoặc lựu đạn cầm tay thông thường từ máy bay với kết cấu kiểu bốn cánh. Một lựa chọn phổ biến khác là máy bay không người lái FPV với đầu đạn tích lũy từ lựu đạn phóng từ tên lửa của súng phóng lựu cầm tay, vác vai, chống tăng, phóng tên lửa RPG 7. Trong trường hợp này, máy bay không người lái cùng với lựu đạn sẽ bắn trúng xe bọc thép của đối phương bằng lượng đạn tích lũy. Những loại vũ khí như vậy tuy rẻ tiền nhưng vẫn có khả năng tiêu diệt thành công các phương tiện chiến đấu bền bỉ và được bảo vệ tốt nhất của đối phương trên chiến trường. chẳng hạn như là xe tăng. Theo Denis. Fedetinov, chuyên gia hàng đầu của Nga về máy bay không người lái, chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã làm thay đổi đáng kể tầm nhìn về vị trí và vai trò của một số hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự trong quân đội Nga. Ông lưu ý rằng, ở một mức độ lớn, điều này áp dụng cho các hệ thống nhiều cánh quạt nhỏ hơn, cả trinh sát và trinh sát tấn công vốn trước đây đã bị đánh giá thấp. Vị chuyên gia này nói thêm rằng phản hồi từ chiến trường đã đến tai giới lãnh đạo quân sự, thúc đẩy việc điều chỉnh, việc sử dụng các hệ thống đã cho thấy tính hiệu quả của chúng trong thực tế. Chuyên gia cũng chỉ ra sự cần thiết phải điều chỉnh hệ thống mua sắm các UAV như vậy, có tính đến kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình hoạt động đặc biệt đang diễn ra. Khi quân đội Ukraine kéo ra những nỗ lực nhằm tiến hành một cuộc phản công, quân đội Kiev đã phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm trong cuộc tấn công bằng đạn Kamikaze Lancet hiện đại của Nga. Đây là loại máy bay không người lái có khả năng thực hiện các cuộc tấn công phẫu thuật vào kẻ thù. Máy bay không người lái Kamikaze là loại đạn thông minh có thể thụ động, chờ hàng giờ để tìm kiếm con mồi sau khi xác định được mục tiêu máy bay không người lái lao về phía mục tiêu và đầu đạn tích hợp phát nổ tiêu diệt kẻ thù lợi thế của máy bay không người lái kamikaze chính là rẻ hơn uav thông thường và thông minh hơn tên lửa hành trình quân đội nga sử dụng máy bay không người lái lan xét trong khu vực hoạt động đặc biệt để nhắm mục tiêu vào nhiều tài sản quân sự khác nhau của ukraine như pháo hệ thống phòng không hệ thống tên lửa phóng loạt cũng như các trạm chỉ huy và radar quan sát cùng các tập đoàn quân đội Đặc biệt, mỗi phiên bản sửa đổi mới của máy bay không người lái Lancet Kamikaze của Nga có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách đáng kể, gây ra mối đe dọa đối với các căn cứ không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Thiếu đột phá về lãnh thổ, cuộc phản công của Ukraine có thực sự là bức lùi. Một số nhà quan sát cho rằng việc phương Tây tập trung vào đột phá về lãnh thổ đã bỏ qua một thực tế rằng Ukraine đang chiến đấu trong một cuộc xung đột về chung và dài hạn trên nhiều mặt trận trước một đối thủ mạnh hơn đáng kể. Giới quan sát có ý kiến cho rằng cuộc phản công của Ukraine không đạt được tiến triển như kỳ vọng. Dù vậy, một số quan điểm nhận định việc phương Tây tập trung vào đột phá về lãnh thổ đã bỏ qua một thực tế rằng Ukraine đang chiến đấu trong một cuộc xung đột về chung và dài hạn trên nhiều mặt trận trước một đối thủ mạnh hơn đáng kể. Hơn nữa, việc thiếu bước tiến lớn về lãnh thổ cũng phủ bóng lên những thành tựu Ukraine đạt được trên chiến trường. Đáng chú ý nhất là tại Crimea và Biển Đen. Một phần quan trọng trong kế hoạch phản công lâu dài của Ukraine là để Nga ra khỏi bán đảo Crimea và phần còn lại của các khu vực Nga kiểm soát dọc bờ biển Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, hạm đội Biển Đen có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea là một phần quan trọng trong chiến dịch của Moscow. Các tàu chiến của Nga hoạt động ngoài khơi Sevastopol đã tiến hành phong tỏa bờ biển Ukraine, đồng thời phóng tên lửa hành trình nhằm vào các cơ sở hạ tầng của nước này. Tuy nhiên, trong một vài tháng qua, Ukraine được cho là đã đạt được một số thành quả trong và quanh Crimea, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào cây cầu bắc qua eo biển Kerch và nhiều cuộc tấn công vào hạm đội biển đen, tác động lớn đến khả năng hoạt động của Nga trên bán đảo này và phía tây biển đen. Vào hồi tháng 9, Ukraine được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các tài sản của Hải quân Nga ở Sevastopol. Một số cuộc tấn công được tiến hành sử dụng các tên lửa hành trình do Anh và Pháp cung cấp gần đây. Ukraine cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng, cơ sở sửa chữa và trung tâm hậu cần của Nga trên bán đảo Crimea với mục đích làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc hỗ trợ hạm đội Biển Đen. Đầu tháng này, Kiev nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công vào hạm đội của Nga, sử dụng một loại phương tiện không người lái dưới nước mới để tấn công tàu tên lửa Buan và tiến hành vụ tấn công tàu tuần tra Pavel Dejavin của Moscow. Những cuộc tấn công này diễn ra sau khi Ukraine cố gắng bào mòn khả năng phòng thủ tên lửa của Nga ở Crimea trong những tuần qua. Giới quan sát nhận định, những diễn biến này phần nào tạo ra đột phá quan trọng cho Ukraine. Theo đó, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea khiến cho hạm đội Biển Đen không thể hoạt động tự do ở phía tây Biển Đen. Hải quân Nga đã phản ứng bằng cách di chuyển các tàu chiến xa hơn về phía đông tới căn cứ hải quân Novorossiysk, một thành phố cảng trên lục địa Nga. Đây là một bước đi nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài của Kiev là đẩy Nga khỏi bán đảo Crimea bằng cách khiến cho họ không thể thực hiện các chiến dịch. Sự kết hợp giữa tiêu hao và dịch chuyển đã có hiệu quả trong việc hạn chế khả năng tuần tra của hạm đội Biển Đen gần các cảng của Ukraine. Điều đó cũng cho phép Kiev đạt được một mục tiêu khác của chiến dịch, đó là mở ba cảng nước sâu để vận chuyển ra quốc tế ngũ cốc và các hàng hóa khác. Ukraine cũng tiến hành các cuộc đột kích với đội hình gồm các binh lính tinh nhuệ để đạt được mục tiêu. Ở Crimea, Ukraine đã tìm cách phá hủy và vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa Nga nhằm chuẩn bị cho việc ném bom bán đảo này. Những hành động trên cũng cho phép Ukraine có cơ hội giành lại các giàn khoan dầu khí do Nga kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra, cũng là nơi họ đã sử dụng để giám sát radar trên biển. Bởi vì Ukraine chỉ có kho tên lửa tầm xa hạn chế, nên Kiev phải linh động trong cách triển khai, trong đó có việc loại bỏ hệ thống phòng không của Nga nhiều nhất có thể. Cùng với đó, Ukraina nỗ lực đạt bước tiến trong việc phát triển xuồng không người lái thế hệ mới tinh vi hơn, có thể tấn công qua các phòng tuyến của hạm đội Biển Đen. Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, vào cuối mùa hè, Ukraina đã cho thấy họ không chỉ có khả năng đánh chìm các tài sản trên biển của Nga, mà còn khiến hạm đội Biển Đen không thể sử dụng Sevastopol. Bộ Quốc phòng Anh thông báo, Nga đã di chuyển nhiều thiết bị tiên tiến, trong đó có các tàu chiến và tàu ngầm, phóng tên lửa hành trình từ Sevastopol tới các khu vực xa hơn về phía đông ở Novorossiysk. Điều đó đã hạn chế khả năng hoạt động của Nga trên Biển Đen, trong khi Ukraine vẫn còn một chặng đường dài để giành lại Simferopol, thủ phủ của Crimea, thì tiến triển hiện tại được cho là dường như không thể nghĩ tới vào năm ngoái. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở Adika, tại khu vực Donetsk, khi Nga bao vây thành phố và Ukraine tuyên bố đã gây tổn thất lớn cho các lực lượng và trang thiết bị của Moscow. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào khu vực này giới phân tích cho rằng mục đích của nga là bao vây thành phố và chiếm các khu đất cao ở gần một khu công nghiệp để kiểm soát hỏa lực và các tuyến hậu cần của ukraine hiệu quả hơn hiện nay ukraine cũng đang phải đối mặt với khó khăn nhất là sự ủng hộ ngày càng suy giảm của phương tây lần đầu tiên đã xuất hiện những luồng quan điểm phản đối việc hỗ trợ cho kiev châu âu đang rơi vào suy thoái và cạn kiệt kho vũ khí mỹ cũng trong tình cảnh tương tự Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc chạy đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí phương Tây. Tôi e rằng chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Ukraine không có nhiều cơ hội để đạt được thành quả quan trọng và đáng kể trong mùa hè này. Frederick Martin, nhà phân tích chiến lược thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hague, đánh giá việc chia cắt hành lang trên đất liền và cô lập bán đảo Crimea sẽ là chiến thắng quan trọng cho Ukraine và là một phần trong những mục tiêu chính của cuộc phản công. Kiev hy vọng sẽ tiến về phía nam thành phố Tomak do Nga kiểm soát và Melitopol trước khi tiến đến biển Azov. Tuy nhiên, nhiều binh lính Ukraine ở trong các chiến hào đã mệt mỏi và kiệt sức, trong khi thời tiết bùn lầy sẽ khiến việc tiến hành chiến dịch trở nên khó khăn hơn. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.